Anh ơi, nếu một mai anh không còn yêu em nữa thì xin anh đừng hủy hoại bức chân dung. Còn cô dâu không phải là em mà là một cô gái sang giàu. Nhìn thiếp hồng mà báo tin mà mắt chào. Em ơi tay hoàng căn trái được đời đổi lời nói nào mà anh đã